Thông đỏ là một loại cây thân gỗ có lá màu xanh, là một loại thảo dược rất là quý hiếm. Cây thông đỏ sinh trưởng tại các rừng nguyên sinh có độ cao từ 1.800m đến 2.000m ở những khu vực có nhiệt độ khá thấp. Tinh dầu thông đỏ thì được chiết xuất trực tiếp từ lá và cây của cây thông đỏ, là loại tinh dầu quý hiếm được biết đến với nhiều khả năng như là một loại thần dược giúp chữa được rất là nhiều bệnh. Vậy tinh dầu thông đỏ sẽ chữa được những bệnh gì? Thì hôm nay Thảo Dược Đức Thịnh sẽ giới thiệu sâu hơn về loại thảo dược quý này cho các bạn cùng biết. Ngoài việc tăng cường sức đề kháng, miễn dịch cho cơ thể thì tinh dầu thông đỏ còn có nhiều tác dụng hơn trong việc điều trị các bệnh phổ thông như là nan y, ngay cả trong việc làm đẹp. Giúp hỗ trợ điều trị các chứng về thần kinh như là đau đầu, viêm thần kinh tọa, đau các dây thần kinh, tê liệt chân tay, hạn chế suy giảm trí nhớ, tăng hiệu suất dẫn truyền thần kinh, giúp an thần, giúp đào thải, giải độc gan và lọc máu, tiêu trừ các mảng bám bên trong động mạch và ngăn chặn chứng xơ vữa động mạch, khiến máu lưu thông dễ dàng và ổn định tim mạch, giảm lượng cholesterol trong máu, trong mỡ và cơ thể, ngăn chặn chứng cao huyết áp. Bên cạnh việc hỗ trợ điều trị các bệnh thì tinh dầu thông đỏ còn là một vị thuốc làm đẹp từ sâu bên trong, giúp làm chậm quá trình lão hóa của các tế bào, ngăn ngừa các nếp nhăn, giúp cân bằng nội tiết tố bên trong cho cả nam lẫn nữ, hỗ trợ điều trị giảm cân, bổ sung năng lượng. Tinh dầu thông đỏ còn kháng viêm và làm lành các vết thương, đặc biệt là tinh dầu thông đỏ phòng chống ung thư rất là tốt, u nang, u xơ vân vân, tăng cường tuổi thọ và giúp cho tinh thần sảng khoái, xua tan đi căng thẳng mệt mỏi. Một hộp tinh dầu thông đỏ như thế này thì Thảo Dược Đức Thịnh đang bán với giá là 1.100.000 một hộp 100 viên. Thì các bạn có thể gọi vào số là 0904079719 để được nhân viên tư vấn thêm về tinh dầu thông đỏ và giao hàng tận nơi cho các bạn ạ.